锅和三片海椒丝。快点来吃啊！快点来。可以滚滚。啊，唔知几时冇滚。不可能。Rất tiện.Hôm nay con nhanh không? Con này một tên ăn chung nhau. Gọi chục mâm hết. Con là to. Con này to rồi nhỉ? Nó thở lên xe nha.Một con này bao nhiêu cân em? Nhiều hơn con, nhiều hơn con kia 55 cân à? Một con mổ ăn Tết mà 90.000 một cân. Nhưng mà Tết thì con này thì làm được. Nó không bao giờ mỡLoại này vừa nhưng mà 50 là vừa rồi. Cao quá. Này có phải lợn giống nữa đâu. Lợn này lợn bằng bán luôn đấy. Nhưng mà lợn giống thì 100.000 một cân chứ. Lợn này. Cái này nó vào chân dưới. Đây. Bao nhiêu đấy? Rồi. Chân dưới là mua lợn giống. Mua 2 cân thôi.Ngon. Xem con này nè. Đắt quá. Xem con này nè. Đúng luôn chứ. Béo kìa. Béo kìa. Béo kìa. Béo kìa. Ao lông nó đổi đỏ quá nhỉ?Ngồi như này đấy. Con này to nữa. Con này sẵn ở bên dân khó chuyện. Này được cái này.Có thịt đấy nhỉ, 70 cân đẹp quá. Con này có 2 triệu. Con này bao nhiêu cân hả anh? 40 cân. 2 triệu mấy? Tầm 2 triệu mấy thôi.Con về oánh nghề. Sáng này hả? Được. Sáng luôn. Con này là sao bằng con nước sáng được? Con này không tàn, không một cái. Lai rừng sao nhỉ?21 để cho em về bắt luôn cả đôi cho nó tiện. Lồng sống rồi. Nhưng mà con này không ngon được con sáng. Thôi em chẳng ai mua được thì...
Một con đúng không? Anh lợn bán bà con chợ có bán được không ấy? Một anh sẽ ra chợ đây để lục phế rồi bán được không?